Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Hôm nay mình sẽ chơi thử tựa game Skyfox trên chiếc đồng hồ trẻ Android bữa mình có làm review các bạn. Đây. Link tải game và ứng dụng của mấy cái dòng Android cũ thì mình có để ở phía bên dưới phần mô tả nha các bạn. Có cả cách hướng dẫn, có cả link tải. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ bấm vào đường link đó. Rồi. Rồi, ok, mình test một đoạn ngắn vậy thôi. Nói chung chơi cũng mượt các bạn ơi. Mà mình thích nhất là cái loa của con này. Rồi, ok, link của sản phẩm này mình có để ở phía bên dưới phần mô tả nha các bạn. Các bạn nào quan tâm muốn trải nghiệm sưu tầm thì bấm vào đó để tham khảo thêm nha. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.